Thưa quý vị, nước đã trở thành tài nguyên chiến lược thứ hai sau tài nguyên con người, cũng là chìa khóa để đạt được tất cả mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, nhưng đang bị suy thoái trầm trọng. Đây là nhấn mạnh của nhiều chuyên gia tại hội thảo, định hướng phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2021-2030 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Thủy lợi phối hợp tổ chức. Tại hội thảo, các nhà khoa học, doanh nghiệp đóng góp ý kiến thảo luận, đề xuất định hướng phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ đảm bảo an ninh nguồn nước, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo việc ứng dụng khoa học công nghệ một cách hiệu quả trong đảm bảo an ninh nguồn nước cũng là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm. Các khối ngành truyền thống của Trường Đại học Thủy lợi như xây dựng công trình thủy, quản lý tài nguyên nước và môi trường, công tác tuyển sinh của nhà trường, đặc biệt năm vừa rồi thì đã có tăng lên rất rõ rệt. Còn với đầu ra thì rất nhiều các đơn vị từ quản lý nhà nước đến khoa công nghệ và các doanh nghiệp tìm đến với nhà trường để tuyển dụng các kỹ sư liên quan đến vấn đề mà an ninh nước. Một trong những nội dung trọng tâm khác hội thảo tập trung là việc triển khai hiệu quả chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030, nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước, mã số KC14 theo kết luận 36 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây có thể nói là một cái chương trình đặc biệt là quan trọng. Trong đó là tập trung vào ba cái mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất là xây dựng được luận cứ, cơ sở khoa học và thực tiễn để mà hỗ trợ hoàn thiện cái thể chế chính sách trong lĩnh vực về nước. Cái mục tiêu thứ hai là ứng dụng được những cái công nghệ tiên tiến, khai thác và sử dụng một cách là hiệu quả, tiết kiệm. Mục tiêu thứ ba tức là làm thế nào để chúng ta là ứng dụng những cái công nghệ mới, công nghệ tiên tiến để mà nâng cao được cái mức đảm bảo an toàn hồ chứa. Cần thiết phải có một nền tảng khoa công nghệ, xác định được những cái công nghệ và định hướng để phát triển nguồn nước, để làm sao nước sử dụng tuần hoàn, để làm sao nước sử dụng bền vững, để làm sao nước sử dụng và áp dụng cả những công nghệ mới để quản lý. Thực tế, tài nguyên nước Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức do phân bổ không đồng đều. 70% dân số có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các thiên tai liên quan đến nước. Do đó, các chuyên gia cho rằng việc đảm bảo an ninh tài nguyên nước là vấn đề thiết yếu, cấp bách trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia.